Vừa qua tại Đắk Lắk, Vụ Thị trường trong nước và Trung tâm Thông tin Công nghệ và Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị kết nối các sản phẩm tham gia chương trình OCOP vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Hội nghị nhằm quảng bá tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất, phát triển làng nghề đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm có tiềm năng lợi thế của địa phương. Hội nghị cũng là cơ hội chia sẻ khó khăn, trở ngại của các doanh nghiệp, đơn vị trong quá trình sản xuất các sản phẩm OCOP. Tại đây, các chuyên gia đã tư vấn trực tiếp cho các doanh nghiệp, các hộ sản xuất về kinh nghiệm xây dựng phát triển thương hiệu cho các đặc sản của địa phương, hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Cũng tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phát triển sản xuất và kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP vào điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP giữa Sở Công Thương các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên với các hộ sản xuất.